Ai? Ai đó? Tôi nè. Nửa đêm ông làm gì mà đột nhập vô nhà tôi vậy? Thầy quên rằng chính tôi là người đã thuê căn nhà này cho thầy á. Và thầy không nhớ rằng chính tôi đã dắt thầy tới căn nhà này. Cho nên chuyện tôi vào căn nhà này là hết sức dễ dàng. Tóm lại á, ông vô đây có chuyện gì? Tôi xin thông báo, ông chủ quyết định trừng phạt thầy. Giờ tôi đến nửa đêm cho nó gây cấn á mà. Tôi có tội gì với ông chủ ông nữa hả? Bởi vì thầy đã không tuân thủ theo hợp đồng. Cô chủ thì càng ngày ngỗ nghịch. Đã vậy thầy còn tiếp tay cho cô chủ quậy banh chành cái thương vụ. Ủa lộn, cái hôn vụ kia. Nè, tôi đâu phải là bảo mẫu của nhà mấy người đâu. Làm cái gì cũng đổ lên đầu tôi hết trơn á. Ông chủ thương con quá mà. Với lại ở xa cho nên cũng hơi khắt khe ghê gắt. Thầy thông cảm. Nhưng nhận lương là phải làm việc. Cuối tuần này tôi sẽ tới tính sổ thầy. Good night. À quên, trả chìa khóa cho thầy nè. Thần kinh à, đây. Chẳng hạn như đây. Đây là cái roi gia pháp của ba đời dòng họ em để lại. Em lén má em mang tới đây em hiến cho đại ca luôn. Đại ca lấy cái roi này ha. Đại ca đè nó ra, lột quần nó xuống. Đại ca quất vô mông nó mà lằn ngang lằn dọc nó nổi đỏ lên. Xong mà đại ca lia một đường muối qua, lia một đường chanh lại. Trời ơi em nói nó rát thôi rầu luôn. Nó sợ đại ca cả đời luôn. Đúng rồi đấy thưa đại ca. Mày ác quá. Nhưng mà anh Quang không thích máu me. Và cái làm tao gai mắt nhất là cái này nè. Mày tính vẽ thư pháp bên người nó hay gì? Cái này mới là cái khủng khiếp nhất nè đại ca. Đúng rồi đấy thưa đại ca. Để nó nói cho đại ca nghe. Đại ca nhìn nó bé bé thế thôi nhưng mà cái ré nó lại rất to. Đại ca thử tưởng tượng bây giờ mình sẽ vật ngửa nó ra, chổng cái chân của nó lên trời, rồi mình dùng cây cọ này mình cù vào lòng bàn chân của nó. Nó sẽ cười cười đến khi nó chết đi luôn thì thôi. Đại ca thấy ghê chưa? Ghê quá. Thôi dạy má đi. Bây giờ em nói đại ca nghe nè. Đại ca muốn quýnh thằng nào, con nào, đại ca chỉ em đi. Em quýnh bảo đảm ba má nó nhận không ra lắm. Em quýnh không dạy, không ăn tiền. Bây giờ đại ca nói đi. Đại ca muốn thằng nào, thằng nào? Quýnh tao nè. Quýnh mày luôn, trời. Hay quá hả? Vũ khí hạng nặng á hả? Đó. Nè, đồ hàng nè. Đó, đó. Rồi này nè. Đó. Vũ khí hạng nặng á hả? Mày đem về cho con mày chơi đi. Còn đồ của em sao đại ca? Mày trả má mày đi. Ý của anh Hoàng muốn á là đánh mà người ngoài nhìn vào không biết bị đánh. Mày hiểu không? Cái này đại ca giải thích kỹ hơn giùm em cái. Vậy nè, nó giống như là đánh mà như không đánh. Mà không đánh là không được. Ôi trời ơi, đại ca nói như không nói. Thôi mệt lắm rồi, em xin phép em lên em ngủ đây. Thôi em đi lên ngủ mày ơi. Ê, mày đâu vậy? Đi ngủ. Ở lại quay phim giùm tao nữa chứ. Đại ca tự đánh tự quay đi. Đánh mà như không đánh. Ông muốn cái gì vậy? Nè, đừng có tưởng tôi nhịn là tôi sợ ông đó nha. Thầy sợ là chuyện của thầy, nhưng mà tôi phải nghe lệnh sếp quan là tôi phải xử thầy. Thầy nhắm mắt đi. Nhắm mắt? Nhắm mắt đi. Ừ, nhắm mắt đi. Cứ tận hưởng một cái thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Một cái thôi. Làm gì làm lẹ lẹ nha. Rồi. Một cái thôi. Chỉ một cái thôi. Một cái thôi nha. Làm gì làm đi, đừng có sàm sỡ tôi. Đợi tí. Tôi phải quay video clip lại để báo cáo cho sếp Quang.
chết rồi, không có. Cái gì vậy cha nội? Ủa vậy rồi đấm ai? Thầy cầm giùm tôi nha. Cầm, cầm giùm đi. Thấy cái mặt tôi nè, thấy cái mặt thầy. Thích qua bên đây đi. Rồi vậy được chưa? Rồi được rồi, máy chạy. Ừ. Thầy nhắm mắt nha. Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Cứ tận hưởng đi. Hải ơi, anh có nhà không? Có em, đợi anh xíu. Ủa hôm nay tôi hẹn thầy qua mà thầy còn tiếp khách gì nữa vậy? Khách không mời mà tới. Nè cầm đi. Thật ra tôi cũng muốn ông buồn đâu. Để tôi tiếp khách xong tôi tiếp ông nha. Lát nữa ông muốn làm gì làm, muốn đánh gì đánh nha. Thôi vậy ha. Trốn đâu ta? Đóng cửa. Trời, thím hai à, thím hai sao xuất hiện đúng lúc vậy? Về lẹ lẹ đi. Thầy Hải ơi, thầy, thầy, thầy ơi, không được, mình là giang hồ văn minh, mình không thể nào mà cư xử côn đồ như vậy được, mình không thể nào mà hành hung thầy giáo được. Hôm trước em có nói định nhờ anh dạy lại cho em cái PowerPoint, mà tuần sau em còn phải làm lại giáo án nữa, nên là hôm nay tiện đường em ghé qua luôn. Ủa mà hôm nay có rảnh không vậy? Có, hôm nay anh rảnh. Đợi anh xíu đi, anh vô lấy laptop một cái nè. Dạ dạ. Cái laptop tôi đâu? Nhà thầy sao tôi biết nữa? Tôi mới để đây mà. Ông lấy hả? Nè, giang hồ tứ thiệt không có ăn cắp nha. Chứ laptop tôi đâu? Đã nói tôi không biết mà. Cái này cái gì? Laptop mà tôi tưởng để massage. Mẹ ông nội. Có chứ anh ơi. Có rồi em ơi. Chừng nào cổ mới về? Chút nó về rồi. Thiệt nha. Thật ra nó cũng đơn giản lắm. Dạ. Ừ. Em chỉ cần hiểu mấy cái căn bản là xong rồi. Cái chỗ này. À, em chỉ cần học những chỗ này thôi. Ừ. Đó, bấm vô đây, em làm thử đi, nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Học lẹ quá ha. Được rồi, đúng rồi. À, rồi. Trời ơi, nhiều chuyện nó ớn chứ. Nhiều sao ta?
Ngầu quá. Quá nóng rồi. Khát nước quá. À, cho tôi nước đi cho. Hai, cảm ơn anh nha. Hôm nay mới hơn có một tiếng thôi mà bây giờ em biết tự làm hết trơn luôn rồi. Anh giỏi thiệt á. Có gì đâu em. Lần sau mà em cần học cái gì đó thì cứ nói anh dạy hả? Dạ. Sao xong rồi? Sao xong rồi? Từ từ. Mà giờ mình học xong rồi mình làm gì anh? Ờ, em muốn làm cái gì? Thì ý em là em cũng lỡ qua đây rồi, mà bây giờ tự nhiên em về thì cũng hơi uổng á. Mình làm gì đi? Ý em là sao? Ủa, ý em là thì sẵn em muốn trả ơn cho anh hôm nay nên em định là mời anh một bữa. À, vậy đó hả? Ờ. Em muốn ăn ở đâu? Ở nhà nè. Em gọi đồ ăn nha. Được, ok, em gọi đi. Em muốn đi. Dạ. Cảm ơn em nha. Hôm nay ăn ngon và no lắm. Trời, cái này là nhà hàng nấu thôi, làm sao mà ngon được. Em nấu còn ngon gấp 10 lần như vậy nữa. Hay là hôm nay em ở lại nấu cơm cho anh ăn luôn nha. Để hôm khác đi em. Hôm nay chắc là no tới tối rồi đó. Dạ. Em ăn trái cây nha. Em cảm ơn. Em à. Dạ. Mình cũng đã ăn xong rồi đó. Bây giờ em muốn làm cái gì? À, hồi nãy anh có nói là sau này em muốn học cái gì thì anh sẽ dạy em đúng không? Ừ. Mà hình như thầy biết chơi đàn luôn đúng không? Vậy thôi hôm nay thầy dạy em chơi đàn luôn đi. Nha. Ok em, được được. Trời ơi, chơi cái gì nữa mà chơi. Chơi đơn gái chiếc mà chơi cái gì. Về giùm đi bà thím ơi. Lạy bà. Giang hồ sinh tử bao nhiêu trận không chết. Có khi nào chết đói chết khác không ta? Bao lâu em mới đánh được như thầy vậy? Nếu mà em giỏi, em thông minh á thì 1-2 năm à. Nhưng mà cỡ em thì chắc 7-8 năm thôi. Em chơi thử nha. Dạ. Nè. Em để vậy đúng không? Đúng rồi. À, đúng rồi. Wow. Đúng rồi, đúng rồi. Cái ngón út á. Chỗ này sai rồi em à. Thầy chỉ em lại đi. Thầy chỉ cho. Vậy nha. Vậy nè. Đó. Hát cho thầy nha. Thôi thầy hát đi, thầy hát cho em đi. Lời ru buồn nghe mênh mang sông lý che làn. Hát biết lời yên lòng tôi xôn xao. Ngày em lấy chồng em đi qua con đê một lối có về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu trai mùa u rồi. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Hay quá. Thank you.
tôi đưa luôn 700. Vậy còn dư 200 tặng cho ông. Ồ, xịn, có tương lai lắm. Nhưng mà quan trọng là ông biết quay không? Trời ơi, yên tâm đi. Mấy cái đám ma trong xóm tôi là tôi quay hết đó. Trời ơi, đám tiệc là quay kiểu khác. Này của MV ca nhạc mà. Yên tâm đi, tôi quay là bao feel, bao chất trong luôn. Thật sự, tôi có cái độ feel. Này, quay phải chill rồi nhá. Chill, chắc chắn mà. Vậy nha. Ừ. Rồi, rồi, tập trung nè, tập trung nè. Tập trung nè, nhớ nha. Rồi, mọi người 50 nha. Rồi, nè. Rồi, khi anh dặn diễn á, khi anh dặn diễn á là tất cả quay vô trong nha. Rồi bây giờ đứng lên quay vô trong nha, chuẩn bị nha. Rồi. Trời ơi, ngồi xuống coi, đứng cái thế gì xấu quá vậy, sao mà quay. Thiệt tình. Thì anh kêu em quay vô thì cứ quay đi, ý đồ của anh hết, cãi cãi hoài. Lấy tiền lại giờ. Rồi. Chuẩn bị nha, diễn là bạn. Diễn là hát nha. Ok. Rồi, diễn. Mưa vẫn thì thầm như nhắc anh rằng em vì trong chiều ngày mưa ấy ta đã trọng nhớ. Ông chủ dặn cô chủ đúng giờ gọi điện thoại cho ông chủ. Sáng nay cô bỏ bữa, cô nói lý do với ông chủ đi. Nè, im đi nghe không? Thiệt tình luôn á. Tôi đã bảo là đừng có nhắc nữa mà. Ông mà còn nhắc nữa hả? Là tôi sẽ mét ba tôi. Cái vụ mà ông để tôi bị bắt cóc đó. Một mình mất. Anh Tài, anh đừng có làm tôi bực mình nha. Cái gì đây? Phi này, không quay gì vậy? Chị, ai mà giống ông Sang quá vậy? Trời, ông quay thấy ghê gì mà ông còn tự tin khoe mình nữa chứ. Thằng cha này đúng là khùng thiệt mà. Sao tự nhiên Sang lại bỏ thư vậy? Em đâu có biết đâu thầy. Thì hồi sáng tự nhiên nó hứng nó kêu em quay clip rồi xong rồi đưa cho lớp trưởng coi gì đó, xong rồi tự nhiên bây giờ nó bỏ thi luôn, em không hiểu luôn á thầy. Đưa thầy coi coi. Thầy coi gì? Đưa cái điện thoại thầy coi clip. À dạ. Đây, em bấm bát cho thầy. Dạ, dạ đây thầy. Rồi, thầy hiểu tại sao rồi. Sao vậy thầy? Thì quanh chê đúng không? Trời, sao thầy xịn quá vậy? Thầy đúng là tiên đoán như thần luôn á. Thiệt sự, thầy có biết không? Hồi sáng hả, em quay hả, có những cái cú máy, có những cái cú đô ly. Em phải nói là thiệt xuất thần, thần thánh luôn á. Mà quanh chê kiểu đó thì chắc là tại thằng Sang nó hát dở quá. Bây giờ Sang đã bỏ thi hát rồi nè. Vậy còn Lĩnh, tại sao lại rút khỏi đội bóng rổ? Em biết không? Lĩnh nó cũng nói với em là nó tập bóng rổ, nó gian nắng, nó bị tụ huyết áp. Nên là... Đàn ông con trai gian nắng mà cũng tụ huyết áp nữa. Sang thì thầy không nói đi, nó hát đơn. Lĩnh á, thì chuyên ném 3 điểm. Rút rồi á, làm sao thầy kiếm người thế được? Dạ,
Nhưng mà thiệt ra em cũng có một cái option tốt lắm cho thầy luôn. Dạ nha, anh đang ngủ mà. Đã bảo rồi. Quanh. Hết hồn mà. Ngồi đi. Giờ này mà anh còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? Đâu, anh tỉnh ngủ rồi mà. Bảo anh kiếm anh hả? Em tìm anh để xin số điện thoại của anh Nam. Em xin số Nam làm gì? Thì em nghe thầy Khải nói là anh Nam định nhận một em sinh viên năm nhất. Vừa đẹp trai, tài giỏi. Mà ném của ba phát là xuất sắc luôn á. Đẹp trai? Ừ. Thay vị trí của anh, em tính làm quen. Đúng rồi. Thì em xin số điện thoại để cho tiện làm quen mà. Xin cái gì mà xin? Sinh viên năm nhất thì làm sao mà có kinh nghiệm bằng anh được. Mà anh xin thề, dù có vẻ chết anh cũng sẽ thi đấu hết mình vì tập thể. Được rồi, để anh đi kiếm thầy Khải đã. Hôm nay cô và thầy Khải quyết định tổ chức một cuộc thi để tìm ra người có tiềm năng nhất sẽ giữ vị trí leader. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bà này bảo dữ ta. Chơi thiệt luôn hả? Ủa? Ai nhắn vậy? À, leader đi cửa sau đây rồi. Nè, đang mới móc ai đó? Thầy nghĩ là chúng ta nên dừng trước cuộc thi của mình. Thôi mà thầy. Thầy. Chứ bây giờ tụi em muốn sao?